Nhằm hỗ trợ người dân các tỉnh thành tiêu thụ nông sản thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khởi động triển khai chương trình kết nối nông sản, san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch. Hưởng ứng chương trình này thì nhiều cá nhân tổ chức đã chung tay mua vải của người Bắc Giang và trao miễn phí cho những người dân nghèo tại Hà Nội. 2 tấn vải chuẩn xuất khẩu Nhật Bản trong chiều qua đã được vận chuyển từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang về Hà Nội để phát miễn phí cho người dân. Đây không chỉ là sự chung tay hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản vùng dịch, mà còn là tấm lòng gửi tới những người dân lao động nghèo cũng đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hôm nay ở đây các bác, các cô, các chú là phát vải miễn phí. Thì chúng tôi cũng thấy là vải rất tươi và ngon, đẹp. Thế mà việc làm này là cũng việc làm rất có ý nghĩa đối với lại những vùng mà có dịch. Đấy, và giúp cho nhân dân vùng có dịch đó là giải tỏa được những cái khó khăn. Thế mà chúng tôi được các cô các chú phát cho thế này là chúng tôi cũng rất phấn khởi. Nhận những cái quả vải miễn phí này thực sự rất thương nông dân. Nhìn người ta đã lao động vất vả đến khi thu hoạch thì lại trả được bao nhiêu. May mà có những cái đoàn xe giải cứu để cho nông dân được an ổn phần nào. Những quả vải tươi được trồng tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap hiện được xuất khẩu đi thị trường các nước như Nhật Bản, Mỹ, Úc và châu Âu. Trong năm 2021, riêng huyện Lục Ngạn có diện tích trồng vải theo tiêu chuẩn Việt Gap là hơn 12.400 hecta và theo quy trình Global Gap là khoảng 318 hecta. Chúng tôi hôm nay rất là vui tại vì là ngày đầu tiên nhưng mà rất là đông bà con đã đến để nhận vải miễn phí này. Và vải này thì đã được phun khử khuẩn đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu mà bên Trung đoàn và Bộ Nông nghiệp Nông thôn là đã thực hiện trong ngày hôm nay. Thì chúng tôi đã đăng ký là 2 tấn vải và sau đó thì các chương trình sau đấy thì chúng tôi cũng đang có kế hoạch để tham gia cùng với Trung ương đoàn. Được biết, chương trình phát vải miễn phí sẽ được tổ chức thêm nhiều đợt trong thời gian tới cho người dân lao động nghèo, cán bộ và nhân viên các doanh nghiệp tại Hà Nội.